ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, phối hợp với Công an phường Tiến Thành, đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Anh Trương Ngọc Nghĩa là cán bộ điều dưỡng thuộc khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, bị người nhà bệnh nhân hành hung, gây thương tích. Theo tường thuật của anh Nghĩa, khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 11, bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân, ngụ thành phố Đồng Xoài, bị chấn thương bàn tay phải. Trong lúc hướng dẫn người nhà bệnh nhân ghi hồ sơ, anh Nghĩa đã đề nghị ghi đúng theo quy định, nhưng người nhà viết sai nên phải viết lại. Sau đó, một số người nhà bệnh nhân đã hung hăng lao vào, dùng tay, chân, ghế đuổi đánh điều dưỡng Nghĩa, khiến anh bị thương tích ở cánh tay, bàn tay và vùng đầu. Nhận tin báo, cơ quan công an phối hợp với bệnh viện khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, mời những người liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, đồng thời trấn an các y bác sĩ, điều dưỡng an tâm làm việc. Hiện tại, sức khỏe của điều dưỡng Nghĩa cơ bản ổn định, tuy nhiên phần đầu vẫn còn bị đau nhức, cần tiếp tục theo dõi, điều trị.